Son Anh Shop xin chào các bạn nha. Mình vừa làm xong một chiếc xe Winner X ha. Độ một cái bóng L4X chính hãng vào lỗ còi với lại LED Audi kết hợp Cyan vào chó đèn cực kỳ ngầu luôn các bạn. Hiện tại rất là nhiều anh em làm. Vị khách này bên Bình Thạnh qua các bạn nha. Đó, bên Bình Thạnh qua. Đó, cái bóng L4X á, mình đã chế thẩm mỹ vào trong cái lỗ còi luôn các bạn, có bát bắt đầy đủ luôn các bạn nha, có thể chỉnh cao chỉnh thấp được ha. Đó, ok. Thì bộ led Audi này có tính năng là đá số đổi màu, bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 3 năm ha. Led tự làm xong mua hàng chợ ha. Ha. Nên dám khẳng định là rất là bền ha. Rồi, bộ led này như thế này để các bạn, khi mà các bạn nhấp số 1 2 3 4 5 6 tự động đổi màu, nhìn rất là đẹp luôn, không thấy chán, tại vì các bạn chơi một màu các bạn nhìn thấy rất là chán ha. Đó, bây giờ đang là chế độ số 1 các bạn, màu xanh dương các bạn nha. Chiếc xe này cũng màu xanh dương luôn các bạn. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Hiện tại màu này cũng rất là hiếm ha. Số 1 các bạn. Đây số 2 đây rồi. Đó, số 2 nó lên màu xanh ngọc ha. Đó. Nó có phiên bản led nó mờ xuống tí xíu các bạn ha. Đây là led sáng nhất hiện tại luôn. Xin nhan các em, xin nhan các. Đó, xin nhan sẽ đổi thành màu vàng. Đó, nhan sẽ đổi màu vàng ha. Đó các bạn. Nhan sẽ đổi màu vàng ha. Đây là trên đàn số 2, số 3 đây em. Đó, số 3 nè các bạn. Ok, đây màu tím hồng các bạn nha. Đó, màu tím hồng. Đó. Rất là sáng, cái màu rất là sáng mà thấy không? Cái tay của mình đi, màu hồng luôn, nguyên tay luôn ha. Ok. À, số 3 đúng không em? Số 4 em ơi. Số 4 màu vàng chanh các bạn. Màu vàng chanh. Đó. Đá lên, đá xuống. Đấy, cái bóng xi nhan zin của anh mình cũng đã làm cho anh nằm trong vị trí ở trong luôn các bạn ha. Rồi tắt nhanh đi em. Số 5 nè các bạn, đây số 6 đi em. Rồi số 4 đúng không? Số 5 xanh lá nè các bạn. Số 5 xanh lá nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Số 5 xanh lá. Rồi bắt xin mấy cái luôn em. Đó, bắt xin nè các bạn. Ok, quá tuyệt vời luôn. LVX cho ra độ sáng cực kỳ tốt luôn. Mình cũng làm cái công tắc ngắt đèn nè các bạn nha. Mở đèn LV và ngắt đèn chính nữa. Nói chung mà hồi mình sẽ quay cho bạn xem. Đây số 5 đúng không em? Số 6 đi em. Đó, số 6 màu đỏ các bạn. Số 6 màu đỏ nè. Quá tuyệt vời luôn ha. Đó. Đúng thật nè các bạn. Thật nè, tại vì hồi nãy thấy sáng, mình chỉnh độ sáng tí xíu nha. Thật nó rất là sáng luôn. Đó, đây số 6 nè các bạn. Đó, số 6 nè. Ok, mở nhanh mấy cái luôn em. Đó, nhanh sẽ đổi màu vàng các bạn. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Ok, quá tuyệt vời luôn ha. Cách ghê chị chơi lên kia là 4X chính hãng luôn. Bắt xin mở đèn trong chó luôn. Mở đèn trong công tắc luôn, mình quay đằng sau mình xem. Đó. Quá đẹp, quá đẹp. Hiện tại là gần 12 giờ đêm các bạn nha. 12 đêm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay đằng sau công tắc các bạn xem. Đó, công tắc này các bạn. Chế rất là thẩm mỹ nha các bạn nha. Chế thẩm mỹ nha. Đặc biệt bên mình là làm không có cắt dây nha các bạn. Không có cắt dây điện gì hết ha. Gáp vô cái là kích ha. Không có cắt dây điện gì hết nha. Đó, kia xi nhan tinh toan giúp cho mình nhớ nha các bạn nha. Là bên mình full bộ thì mình sẽ tặng cái cục kia xi nhan tinh toan hết các bạn. Đó. Rất là tốt, bắt xin nè các bạn. Rồi mở đèn đi. Đây chế độ đèn chiếu sáng. Từ em bắt xin nha, em mở đèn là 4 nha, đừng nhìn vô nha. Đó. Đó. Bắt đi em bắt. Đó, thấy cái đèn là 4 nè các bạn. Đèn là 4 rất là sáng luôn ha. Đừng nhìn vô ấy nha. Đó. Đâu mở code thôi. Mở code nè các bạn. Thấy không? Tắt đèn các em, tắt đèn nha. Đó, tắt đèn nè. Chiếc xe 150 như thế này mà cái đèn rất là tối các bạn cần nâng cấp lên ha, nâng cấp lên cái bóng đèn nha các bạn nha, nâng cấp lên cái bóng đèn trời sáng cho nó tốt. Bên mình thì giá từ 450 cho tới 1.6 triệu các bạn nha, 1.6 triệu 1.7 triệu gì đó, nó nhiều loại lắm. Rồi bắt xin ba ngày bắt xin, ok quá tuyệt vời luôn. Rồi các bạn nào làm có nhu cầu làm xin liên hệ cửa hàng mình nha. Địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú nha. Rồi, ok quá tuyệt vời. Số thật là 0963574901. Cảm ơn bạn đã xem hết video nha.